Lào Cai đã xây dựng được vùng chè lên đến hơn 6.000 hecta, tuy nhiên mới chỉ tập trung mở rộng diện tích mà chưa chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng vùng chè. Thực tế này đòi hỏi cần có sự thay đổi lớn trong ý thức và nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân. Hợp tác xã chè hữu cơ Bản Liền, huyện Bắc Hà hiện đang mua sản phẩm chè búp tươi tiêu chuẩn lên đến 17.000 mỗi kg. Đây là đơn vị thu mua chè có giá cao nhất tỉnh. Giá mua cao nhưng do sản xuất hữu cơ, nông dân chưa biết thâm canh, sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh nên sản lượng chè búp cả năm không nhiều. Thực tế này đang được thay đổi khi hợp tác xã chủ động hỗ trợ nông dân mỗi tấn phân chuồng ủ hai mục, hoặc dự án thâm canh chè hữu cơ đang hướng dẫn nông dân sử dụng phân vi sinh bón cho chè. Thậm chè sạch nó từ khắc lên nó không bón phân, bây giờ nhà nước cho mới được bón. Thậm chè hữu cơ, chè sạch không bón phân đạm, phân lân, không bón, không phun thuốc. Từ bé đến lớn thì không được phun chè, không được bón chè, khắc đi phát, đi cuốc thôi. Ở khu vực trồng chè chuyên canh như xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, bà con nông dân đã thay đổi việc sử dụng thuốc hóa học trong làm cỏ bằng việc làm thủ công như thế này. Dù mất công hơn, nhưng đổi lại, sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn an toàn. Đây chúng tôi là làm thứ nhất là bón phân cũng theo cái tiêu chuẩn chè Việt Gáp an toàn, mà hai nữa là cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà cũng theo cái quy trình 4 đúng. Chè là cây trồng được xác định là cây chủ lực của tỉnh. Do vậy, tỉnh đang tiến hành quy hoạch, xác định vùng trồng và cơ cấu giống chè hợp lý. Lào Cai chủ trương sẽ ổn định vùng chè vào khoảng 7.500 ha vào năm 2025, tập trung cho việc chăm sóc thâm canh và lựa chọn cơ cấu giống chè phù hợp nhằm gia tăng thu nhập cho nông dân. Quan điểm là không mở rộng vùng chè mà phải nâng cao được cái năng suất, tức là thâm canh. Thế và làm sao để sản xuất một cách hữu cơ, thế và gắn với chế biến. Nhưng chế biến ở đây ấy, thì phải là chế biến để mục tiêu là xuất khẩu với các cái thị trường, ví dụ như là EU hoặc là Mỹ, để nâng cao cái giá trị lên. Và cái này thì không phải là chỉ sản xuất nông nghiệp, mà nó là một chuỗi, tức là từ nông nghiệp, chế biến và chính là sản xuất công nghiệp và chính là chế biến để xuất khẩu. Đầu tư chăm sóc để có nhiều lần thu hái, ổn định giá thu mua chè búp, tăng cường quản lý sâu bệnh hại nhằm giảm số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho mỗi vụ là những điều kiện để giúp nông dân Lào Cai xây dựng vùng chè đạt chất lượng cao.